Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi tám lựa game mới đang hot nhất hiện nay. Ta cùng bắt đầu với game Slay Point 2 nào. Game Slay Point này thì có hai phần. Phần 1 là game 1 còn đây và đến là game 2. Game 1 thì vừa mua một phí và map ít thôi. Ok, chào bắt đầu nào. Mình sẽ chơi lại như cửa chưa có sao nhé. Map này kiếm 3 sao thì hơi khó. Em với game Farang Bali. Ok. Chúng ta đến level 16 đây. Ok, chúng ta là về đích đầu tiên rồi. Giờ cuộc đua chỉ còn hai người rồi. Bắt đầu nào. Ok.
Cầu thủ chúng ta sắp về đích rồi. Ok, mình với link. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game Happy Granat. Ok. Chúng ta đang level 347. Chúng ta đã qua cửa. Còn tiếp theo sang level 349. Chuyển sang game Red Bull 4. Đây, chơi Red Bull 4. Chúng ta đợi.
56. No. Nó nhảy ngược à? No. Ok. Xem mình chuyển sang game nào. Ole. Bắt đầu nào. Mình thử xem có skin gì mới không? Select màu xanh này đi. Bắt đầu. Này, chúng ta là hố đen không? Chúng ta sẽ phải ăn tất cả các vật. Đã luôn. Đang top 1. Mình sẽ bắt đầu chuyển sang tiêu nốt những tòa nhà. Chúng ta giờ đã nốt được tất cả các tòa nhà rồi. Quá to rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game mà. Hungry Dragon. Chơi gì lòng khá đẹp nằm dành tốc độ Yeah.
gì đâu. Chuyển sang game Free đây. Cứu rồi, chết rồi.
chuyển quá nhiều rồi. Một người ok. Mình nghĩ rằng mà mình sẽ được đây đâu. Okay.